Xin chào các bạn. Podcast này Tâm chia sẻ một chủ đề mà đảm bảo rất nhiều người quan tâm, đó là làm cách nào để đạt danh hiệu Silver ngay tháng đầu tiên. Khi bắt đầu làm Amway, sau khi hiểu rõ quyền lợi của một Silver, Tâm có hỏi tuyến trên của mình rằng, từ trước tới giờ có ai làm một tháng mà đạt Silver không? Có, tuyến trên của Tâm trả lời. Tâm đáp lại rằng, ok, nếu có người làm được thì chắc chắn Tâm cũng sẽ làm được. Trong hệ thống của Tâm, tính từ hai vợ chồng Tâm trở xuống thì có 7 mã số có danh hiệu từ Silver trở lên, bao gồm hai vợ chồng Tâm. Kể từ khi Tâm bắt đầu làm Amway thì Tâm mất 28 ngày để đạt danh hiệu Silver. Ruby Đào Kim Ngân mất 23 ngày để đạt Silver tính từ ngày bắt đầu làm. Tân Silver Huỳnh Kế Quảng thì sau 2 tháng làm bán thời gian, ngay tháng đầu tiên làm toàn thời gian cũng đạt Silver. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết có 3 cách để đạt Silver. Tuy nhiên trong phạm vi bài podcast này, Tâm sẽ không đề cập đến cách 2 và cách 3. Bởi vì mới chỉ tháng đầu tiên mà đạt Silver thì chỉ có thể là cách 1, tức là toàn hệ thống của mình bán được 300 triệu đồng. Gọi là hệ thống cho sang chứ tháng đầu tiên làm gì có hệ thống. Chủ yếu do bản thân mình tự bán và cùng lắm là bên dưới có một vài khách hàng nhà phân phối hoặc là nhà phân phối tiêu dùng, chứ khó mà có người làm cùng với mình ở ngay tháng đầu tiên. Và nếu bạn chưa rõ điều kiện đạt Silver nên tự tìm hiểu hoặc là hỏi tuyến trên của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của podcast này. Trước tiên là sẽ nói bằng chính trường hợp của Tâm trước. Đội nhóm của Tâm có giải pháp kiểm soát cân nặng rất hiệu quả, tên gọi là F-Fit. Ở tháng đầu tiên Tâm làm Amway là tháng 12 năm 2020, chắc phải 95% doanh số của Tâm lúc đó đến từ Nutrilite và cụ thể là giải pháp F-Fit. 5% còn lại đến từ các ngành hàng khác của Amway. Có 5 yếu tố để bạn có thể đạt Silver ngay tháng đầu tiên như sau. Muốn lên Silver, bạn phải khát khao. Muốn lên Silver ngay tháng đầu tiên làm Amway, bạn phải rất khát khao đạt được điều đó. Khát khao không phải là muốn. Có rất nhiều người, khi được hỏi có muốn lên Silver hay không thì rất nhanh chóng trả lời muốn, sau đó đắp mền, vỗ bật máy lạnh ngủ tiếp. Người như vậy thì 10 năm sau cũng không thể trở thành Silver được. Amway có sản phẩm tốt, hệ thống có giải pháp hay, tuyến trên hỗ trợ tận tình, nhưng tất cả mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa nếu bản thân người đó không thực sự muốn. Cho nên, để trở thành Silver ngay tháng đầu tiên thì yếu tố tiên quyết mà bạn cần phải có đó là khát khao để trở thành một Silver. Vì sao bạn phải đạt Silver? Vì nó có rất nhiều giá trị mà bạn chưa hình dung ra đâu. Có thể bạn chỉ nghĩ rằng là được lên pin, được chúc mừng thôi. Nhưng không, đằng sau nó có rất nhiều giá trị khác mà Tâm hẹn sẽ chia sẻ đến các bạn sau tại một buổi offline. Tâm muốn lưu ý với mọi người là ở đây có 2 tiêu chí: hành động mạnh mẽ và hành động cùng tuyến trên. Vì sao thì bây giờ Tâm giải thích. Đầu tiên, chúng ta nói về yếu tố hành động mạnh mẽ. Nếu chỉ là muốn đạt Silver hay cũng có hành động, nhưng hành động đại khái cho có, lâu lâu vài ca, hẹn được ai thì mới đi, thì muôn đời cũng không lên được. Hành động mạnh mẽ nghĩa là phải bằng nhiều cách phủ kín lịch làm việc của mình. Tháng 4 vừa rồi, hệ thống của Tâm vừa có thêm một Silver nữa. Bạn ấy đạt Silver ngay tháng đầu tiên làm Amway toàn thời gian. Những người ở trong hệ thống đều thấy rõ khối lượng công việc mà bạn ấy làm. Bạn ấy đi 3S từ sáng đến tối, liên tục có các ca cân đo tư vấn giảm cân. Chắc chắn ai cũng thắc mắc là khách ở đâu ra mà bạn ấy cân đo tư vấn liên tục như vậy. Và có thể sẽ có nhiều người nghĩ trong bụng rằng tôi không có ngại đi, nếu mà có khách thì tôi cũng sẽ đi. Nhưng có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng á, chắc chắn là không có cái chuyện cái bạn Silver đó ngồi im mà khách tự tìm đến. Mà là do chúng ta có động lực đủ lớn, khát khao đủ lớn. Khi đó, chúng ta sẽ làm những cái việc mà chưa làm, tiếp cận những cái người mà mình chưa dám tiếp cận. Và có một điều đặc biệt nữa, đó là khi chúng ta thật sự khát khao thì cả vũ trụ sẽ nhường đường cho chúng ta. Chỉ có hành động mạnh mẽ và quyết liệt thì số K3S mới đến nhiều và liên tục như vậy. Yếu tố thứ hai là hành động cùng tuyến trên. Lý do rất đơn giản, đây là tháng đầu tiên, làm sao bạn có đủ kiến thức, đặc biệt là kiến thức dinh dưỡng cũng như khả năng xử lý từ chối và nhiều thứ khác nữa để mà giải quyết hết các ca tư vấn. Hãy đi làm cùng tuyến trên, nhưng phải là tuyến trên đang hoạt động. Chứ làm việc với cái tuyến trên dắt bạn vô xong rồi đi ngủ thì Tâm e rằng người đó không đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để giúp bạn. Nếu có được sự hỗ trợ của tuyến trên Platinum nữa thì quá tuyệt vời. Hầu hết những nhà phân phối đạt Silver trong tháng đầu mà Tâm được biết, họ đều gặp rất nhiều thách thức ở giai đoạn cuối tháng. Lý do là ở giai đoạn đầu tháng, thường họ chỉ muốn thôi chứ không có thật sự khát khao. Cho nên họ chỉ làm việc ở mức độ vừa phải. Đến giai đoạn nửa sau của tháng, khi thấy thành tích cũng được thì mới vắt giò lên cổ mà chạy.
Cho nên hầu hết các silver đó thường sẽ bùng cháy và chiến đấu hết mình trong khoảng 10 ngày cuối tháng. Mà 10 ngày cuối đó có thể họ sẽ thiếu đến 5-6 ngàn PV, thậm chí hơn. Khi đó, được sự động viên của tuyến trên và tuyến ngang, họ bắt đầu tăng hết tốc lực để chiến đấu cho chặng đường còn lại. Các bạn sẽ làm được, miễn là các bạn không từ bỏ. Trong đội nhóm của Tâm, có những người 10 ngày cuối tháng thiếu 5.000 PV, có người 7 ngày cuối tháng thiếu 5.000 PV, thậm chí 5 ngày cuối tháng có thể thiếu đến 5.000 PV cũng có luôn. Nhưng họ vẫn làm được, chỉ vì họ không từ bỏ. Nếu bạn có một kế hoạch rõ ràng, chi tiết, có thể bạn sẽ đạt silver. Nhưng nếu bạn không có kế hoạch hành động rõ ràng, bạn cầm chắc cái thất bại. Quay ngược lại ví dụ của bạn Huỳnh Kế Quảng, người mà mới vừa đạt silver ở trong hệ thống của Tâm cách đây vài ngày. Những ngày gần đây khi Tâm chạy mục tiêu cùng với Quảng, trải nghiệm về cái việc phải có kế hoạch hành động nó được thể hiện một cách rõ nét nhất. Cụ thể, Quảng phải chỉ ra được là mỗi ngày phải làm cái gì, tiếp cận bao nhiêu người, tiếp cận đối tượng nào thì chat cái gì, gửi cái gì, viết bao nhiêu bài viết trên mạng xã hội, bài viết nào nói về cái gì, không phải bài nào cũng nói về Amway, vân vân. Nói chung là rất chi tiết, không phải cứ nhào ra đường làm một cách mù quáng mà được. Tất nhiên rồi, làm việc gì cũng phải nghĩ về cái quả của nó. Nghĩ xem mình làm điều đó vì điều gì, được cái gì. Ở một năm này, Tâm sẽ chia sẻ với các bạn hai ý. Ý thứ nhất, giá trị của việc đạt silver. Bạn sẽ có thu nhập dao động từ 60 đến 100 triệu đồng. Bạn sẽ có một tập khách hàng kha khá, đầy tiềm năng để chuyển đổi thành tuyến dưới. Mà khi có một tuyến dưới thì bạn sẽ có cả một thị trường đầy tiềm năng trong tương lai. Bạn sẽ có câu chuyện để kể cho đối tác của mình nghe về hành trình làm Amway của bạn. Chứ làm mãi mà chả có chút thành tích gì thì chắc chắn là sẽ gặp khó khi mà bảo trợ người khác rồi. Và còn nhiều giá trị khác nữa. Ý thứ hai, giá trị của việc đạt silver ngay tháng đầu tiên. Nghe là thấy thú vị rồi đúng không? Kinh doanh của Tâm có phần phát triển nhanh là do ngay tháng đầu tiên làm Amway Tâm đã đạt silver. Nó bổ trợ rất nhiều cho kinh doanh của mình. Nếu ai muốn biết được những giá trị tuyệt vời của việc này thì để lại bình luận bên dưới. Chúng ta sẽ đàm đạo riêng ha. Đến đây podcast này cũng kết thúc. Nếu bạn thật sự khát khao đạt silver thì nghe bài này một lần chắc chắn là sẽ không hiểu, không cảm được. Hãy nghe lại thật kỹ, ghi chép lại thật cẩn thận xem bạn đúc kết được điều gì. Sau khi bạn đã tìm thấy được điều tâm đắc nhất trong bài này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Tâm sẽ cùng bạn thảo luận thêm. Nếu thấy podcast này hữu ích, hãy nhấn like để nhiều người được nghe thấy nó hơn. Nếu ai chưa subscribe kênh YouTube của Tâm thì hãy subscribe để Tâm có động lực sản xuất nhiều podcast hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo.